Chào anh chị em, là em Ngọc Tuấn lại mới về chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt 2018 nhé. Chiếc xe này biển tỉnh bên em đã rút hồ sơ trả biển số cho tỉnh rồi. Bây giờ chỉ có chờ anh chị em sang tên mới thôi. Xe này được nguồn gốc là của một cán bộ huyện. Xe rất giữ gìn. Chạy đúng 29.000 km nhé, 29.000 km. Toàn bộ thân vỏ và đồ chơi từ bên trong bên ngoài đã làm rất kỹ rồi. Anh chị em nhìn đấy, bậc dẫm rồi ốp tay cửa chống xước, vè mưa, dán kính, ốp tất cả những viền đèn. Tất nhiên xe ở tỉnh thì bao giờ các bác cũng rất thích ở trang trí cũng như là trang bị thêm đồ chơi. Tình trạng thân vỏ đang là hoàn hảo nhé. Anh chị em cũng để ý này, đây từ cả những cái ba bô lê này bên sườn này, có những cái tấm keo dán dính từ nhà sản xuất ban đầu, nó vẫn nguyên như này. Đấy, để anh chị em nó zin từ chỗ này. Lốp này vẫn còn khá phết. Đấy. Lốp theo xe còn khá nhá. Tucson thì cái bản 2.0 đặc biệt này cá nhân em đánh giá là thích, bởi vì đi một cái xe mà nó có cái hút khí tự nhiên thì bao giờ đạp ga nó tăng tốc nó thích. Một rất tiết kiệm nhá, 2.0 đặc biệt. Hyundai người ta đưa ra cái tiêu chí nhiên liệu này, hãng khuyến cáo này, 5,8 lít đường ngoài đô thị và 7,6 lít đường kết hợp. Cốp điện có cam lùi, cảm biến lùi. Đồ nghề các thứ đâu vẫn còn, chủ xe vẫn còn giữ ngon lành. Hôm nay không nói nhiều để các bác tự quan sát chiếc này. Đẹp. Không phải lúc nào bán hàng cũng khen, nhưng con nào đẹp thì khen. Con nào đẹp vừa vừa thì bảo đẹp vừa vừa các anh chị em nhé. Đây, bước vào nội thất anh em mới biết rồi. Giá thì em để cuối video anh chị em nhé. Đây anh chị nhìn cái ghế ngồi này. Ghế phụ cũng như vậy nhé. Đấy, các cái mép ghế này anh em nhìn này, không một tí nhăn nào luôn. Cái đời này nó được trang bị hệ thống cân bằng điện tử. Cốp điện thì em vừa chia sẻ rồi. Gương bên ngoài gập auto này. Các chi tiết vách cửa này anh em nhìn. Em nghĩ là khó có thể chê được. Trước này đẹp thực sự. Đây, bản 2.0 đặc biệt. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Chủ xe cũng lắp thêm cam hành trình rồi nhé. Các chi tiết này, màn hình này, cái ni lông còn chưa bóc này. Vô lăng nhé. Đây, vô lăng này. Cái mép này là mép trước bọc vô lăng này. Người ta bọc vô lăng này, em tháo ra này. Hơi hơi bóng bóng tí thôi. Cái model này thì phải nói là Tucson thì người ta cũng trang bị đầy đủ các option rồi, như em vừa nói này, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện này, gương bên ngoài gập auto, trên vô lăng tích hợp ga tự động cruise control để lấy chuyển số, nút điều chỉnh hệ thống âm thanh, tam thoại rảnh tay, màn hình có chế độ map dẫn đường, để sát top chìa khóa thông minh, điều hòa nó là điều hòa tự động hai vùng độc lập nhé.
đương nhiên là có cửa gió cho ghế phía sau. Hộp số 6 cấp này. Phanh tay là phanh tay điện tử và có chế độ auto hold nhé, tức là tự động giữ phanh khi mình dừng đỗ tạm thời đấy. Bấm vào đấy nó tự phanh luôn, mình đỡ phải đạp phanh. Đấy, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, tức là xuống dốc nó sẽ gia tăng một, nó tự động phanh đấy. Các chế độ lái Eco, Sport, Normal đấy. Chung nhiều chế độ lái. Đấy, con này cứng xe, chủ xe đi giữ. Cái phần động cơ em chẳng quay đâu, vì thực ra là xe mới đi có 3 vạn thì quay làm gì động cơ. Nó cũng chẳng khác gì một cái chiếc xe mới lắm đâu, mới hết rút ra. Tucson bản 2.0 đặc biệt 2018 nhé. Chủ xe cũng đã lên full đồ chơi rồi. Biển tỉnh chạy 3 vạn 29.000. Em cứ nói 3 vạn đi. Chiếc xe này em chào bán với giá là 760 triệu nhé. 760 triệu. Quý anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số online dưới màn hình hoặc đến trực tiếp cửa hàng em ở 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Nói chung là mua một cái xe cũ thì anh em cũng để ý là hãy nhìn đến cái chất xe, để mình mua xe để đi chứ không phải mua để bán. Cho nên cái giá thì bên em bán cũng xem theo thị trường. Có thể là xe đẹp giá cao hơn một chút, cái đấy thì em nghĩ cũng không đáng ngại mà có thể thương lượng một chút. Xe em vẫn bán hỗ trợ trả góp bình thường anh chị em nhé. Quý anh chị em nào quan tâm thì gọi điện hotline dưới màn hình hoặc đến trực tiếp cửa hàng xem xe. Em xin cảm ơn. Thank you.